Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của xe điện cũ nhập, kênh chuyên bán xe điện cũ, hàng nhập khẩu. Và hôm nay shop xin giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm Vespa 3 vừa mới cập bến tại shop. Đó là Vespa 3 của năm 2019. Đèn vuông và form hoàn toàn mới. Đèn 7 màu của DTB Bay. Thì hôm nay shop xin phép mọi người được giới thiệu qua về chiếc xe này, và ngày mai shop sẽ review kỹ hơn trên YouTube. Chiếc xe này là chiếc xe màu xanh cửu long, xanh sần nhé mọi người. Đây là màu xanh sần. Chiếc xe này mới sử dụng và lăn bánh được 2.428 km, còn quá là ít luôn. Đây là phía sau của xe nhé, form hoàn toàn mới từ đèn hậu cho đến đèn sinh nhan, hoàn toàn là form mới. Yên vẫn dập chữ DTB Bay ở đây. Và theo đánh giá của shop thì chiếc xe này còn tới 98%, rất là mới luôn và hầu như không có vết xước. Viền benzen thì còn sáng bóng. Mọi người có thể nhìn thấy rõ nhé. Đèn pha phía trước, đèn sinh nhan thì cũng được cải tiến thêm một dải đèn LED màu trắng rất là xinh ở đây. Phía trước thì có màu và logo của công ty. Và đây là phần phanh đĩa và phục trước thì có khắc logo của DTP ở đây. Đây là chống đổ trước, khá đẹp. Na lăng thì được sử dụng thiết kế 5 cánh rất thể thao và sang trọng. Lốp lap còn rất là dày. Phía đằng sau thì ta thấy là càng cũng hoàn toàn được thay đổi logo của DTB Bay. Vespa LX 150 Future. Và đây là mâm động cơ phía sau còn sáng bóng. Giờ nói chiếc xe này, nếu mà mọi người hoặc quý khách mua tại shop thì sẽ rẻ hơn được 8 triệu đồng so với xe mới. Và chiếc xe này thì cũng là gần như mới. Thì mọi người hãy suy nghĩ xem liệu mình có nên bỏ ra một số tiền ít như vậy mà để được sử dụng một chiếc xe gần như mới như vậy không. Thì câu trả lời này thì shop xin nhường lại cho quý vị và các bạn. Một cái xe quá đẳng cấp như thế này. Đây mình cũng xin giới thiệu qua về cái phần option phía trước. Ở đây thì mình nhìn thấy là có chữ spec. Khi mình bật ga mình bấm đây thì xe sẽ đi giật lùi nhé, tức là có số lùi đấy. Đây là số lùi nhé. Số lùi thì nó chạy sẽ rất là chậm, không phải nhanh. Và khi mình bỏ ra mình bật ga thì nó là số tiến. Chiếc xe này là số tự động nên là không có số 123 như các xe khác, nhưng mà lại có số xin vượt. Khi mình bấm vào số này thì xe sẽ vọt lên rất nhanh, 47 km, và bấm vọt lên rất cao. Đấy, mọi người có thể nghe thấy tiếng động cơ đã. Mình còn khi mình bỏ ra thì xe sẽ trùng xuống. Cái nút này để mình vượt xe khác nha mọi người nhé. Và đây là đèn pha phía trước rất sáng. Hà cốt sử dụng bằng đèn LED rất là sáng luôn mọi người. Shop bán chiếc xe này với giá hơn 8 triệu đồng mọi người nhé. Mọi người quan tâm đến sản phẩm này, chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho shop theo số điện thoại 0981 077781.
để shop sẽ báo giá chính xác cho mọi người. Và bây giờ thì shop xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Shop sẽ chụp ảnh và quay video chi tiết và review chiếc xe này trực tiếp bằng ban ngày cho mọi người được quan sát kỹ nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.